Mọi người, mọi người cùng làm quen từ đá với mình nhé. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người làm một bức tranh về bông hoa nhé mọi người. Mình sẽ dùng đá ngũ sắc để thực hiện trang trí bình hoa này. Mình đã hoàn thành xong cái bức tranh này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng đón xem video này của mình. Bye bye.